bình chọn trực tuyến 8 nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất, Triệu Lộ Tư, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Nhất Đồng, Jilieba. 8 sao có nụ cười đẹp nhất được cư dân mạng bình chọn trước đó. Thực tế có rất nhiều nữ diễn viên trong ngành đã thu hút rất nhiều sự chú ý với diễn xuất sắc. Nụ cười của họ càng ấn tượng hơn, họ chỉ nở một nụ cười. Đôi mắt cong rất dễ lây lan và được công chúng yêu mến. Mới đây, cư dân mạng còn nhận xét 8 nữ diễn viên có nụ cười quyến rũ, bạn đang nghĩ đến ai? Nữ thần mắt cười có nằm trong danh sách này không? Theo dõi biên tập viên và đọc tiếp, review trực tuyến nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất 1, Lý Nhất Đồng. Khi nói về những nữ diễn viên có đôi mắt cong khi cười, hầu hết mọi người sẽ nghĩ đến Lý Nhất Đồng 90 tuổi, nụ cười tự nhiên, thông minh và ngọt ngào của bà có khả năng chữa lành siêu tốt. Khi cô cười, đôi mắt cô có hình vầng trăng lưỡi liềm. Đôi mắt sâu như con tằm, nụ cười rạng rỡ thể hiện sự gần gũi và dịu dàng khiến người xem. Sau khi xem cô cảm thấy ấm áp ngay lập tức, luôn trực tuyến nên đã chiếm được cảm tình của nhiều người xem. Review trực tuyến 2 nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất, Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh được cư dân mạng đánh giá là nữ hoàng rating với nụ cười chữa lành, nụ cười ngọt ngào và hình ảnh dễ thương của cô trong San San Is Coming đến giờ vẫn khá khó quên. Khi lớn lên, nhiều cư dân mạng cho rằng nụ cười của Triệu Lệ Dĩnh luôn là của cô mang đến cho mọi người sự ấm áp, hạnh phúc cùng với khí chất tươi tắn, dịu dàng. Cô xứng đáng là đại diện của nữ thần quốc dân. 3 nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất theo đánh giá trên mạng, Tan So Nghia, nữ thần đông lạnh với vóc dáng đa năng, cũng được người hâm mộ yêu mến và săn đón nhờ nụ cười tươi. Khuôn mặt nữ tính, điển hình cùng đôi mắt cong cong khi cười rất thân thiện, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời và tự nhiên của cô ấy cũng khiến cô ấy rất được công chúng yêu, thích, và sức hút độc đáo của cô ấy đã thu hút vô số người hâm mộ. Nữ diễn viên thứ 4 có nụ cười đẹp nhất theo đánh giá trên mạng, Mao Hiểu Đồng, 85 tuổi, nổi tiếng với các vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Chỉ 30, Con Nhà Kiều, Hỏi Tim. Bà cũng là nữ diễn viên thích cười với vẻ ngoài to lớn và thông minh của mình. Không chỉ có nụ cười rất ngọt ngào, Mao Hiểu Đồng còn có sức hút mạnh mẽ. Diễn xuất trong phim truyền hình đã giành được sự yêu mến của đông đảo khán giả trong những năm gần đây. Đánh giá trực tuyến, 5 nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất, Triệu Lộ Tư. Bà cụ 95 tuổi có vẻ ngoài ngọt ngào trao Lucy cũng được nhiều cư dân mạng đánh giá là một trong những nữ diễn viên tiêu biểu có nụ cười xinh đẹp, ngọt ngào. Mới 25 tuổi nhưng bà đã toát lên khí chất trẻ trung, nụ cười rạng rỡ không chỉ dễ lây lan, cũng đầy quyến rũ và tự tin, được nhiều cư dân mạng khen ngợi là nữ thần ngọt ngào. Cô thực sự khiến người ta phải lòng mình chỉ trong vài giây. Đánh giá trực tuyến 6 nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất, Trang Ronan, người được mệnh danh là nữ thần gương mặt tình đầu, với khí chất tươi tắn và nụ cười ngọt ngào, được cư dân mạng nhận xét như một kỷ niệm đẹp về mối tình đầu. Tuy không học chuyên ngành nhưng cô có cả ngoại hình đẹp lẫn khả năng diễn xuất. Cô nổi tiếng với nhiều bộ phim múa rối đương đại như Illuminate You, You To Have To Day. Gần đây cô còn đảm nhận vai trò diễn viên chính, vai diễn chị em, bí mật không thể giấu, vai nữ chính, Ôn Diệc Phàm, trong Khó Dỗ, cũng khiến nhiều người khen ngợi dàn diễn viên quá tốt. Đánh giá trên Internet về 7 nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất, Triệu Kim Mai, được mệnh danh là Trần Tình Yêu Trong Sáng. Chào Jin Mai đã thu hút vô số người hâm mộ nhờ vai diễn In Cua trong In The Blizzard. Không chỉ đẹp trai mà kỹ năng diễn xuất của anh ấy cũng đáng kinh ngạc. Nụ cười trẻ trung, phóng khoáng và tự tin của anh khiến người nhìn thấy cũng vui vẻ. Ngay cả những khán giả theo dõi phim cũng phải thốt lên, khi Mai Mai cười thì tiết cũng tan. Cô dễ thương, xinh đẹp và có khả năng diễn xuất tốt, được mệnh danh là em gái quốc dân và trở thành nữ diễn viên thế hệ mới hậu không không được mong chờ nhất trong mắt mọi người. 8 nữ diễn viên có nụ cười đẹp nhất theo đánh giá trên mạng, Jilieba, người có ngoại hình ưa nhìn, lạ mắt, đôi mắt to và sâu đặc trưng, không chỉ tràn đầy sức mạnh mà nụ cười cũng rất duyên dáng. Màn trình diễn không kiềm chế gần đây của cô trong F Flower and Boy 5 cũng đã gây ấn tượng mạnh, khiến nhiều cư dân mạng sau khi nhìn thấy cô nhận xét rằng cô khác hoàn toàn với hình tượng thường ngày trên màn ảnh. Tính cách tự nhiên, dễ thương và đôi mắt nheo nheo khi cười cũng khiến nhiều fan để lại những tin nhắn như nụ cười thật đẹp, không được đón nhận, tốt, rất ít người xem thích nó.